đỉnh Ngọc Linh cao 2.589 mét, được mệnh danh là nóc nhà của miền Trung Việt Nam. Dưới đỉnh núi này là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Xê Đăng, Ca Dông thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Nơi đây, đồng bào lưu giữ một loại cây thuốc quý, thường được gọi là cây thuốc dấu. Ngày nay, loài cây đặc hữu này được biết đến với tên gọi là cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Đây là khu rừng nguyên sinh trên sườn núi Ngọc Linh thuộc địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nằm trên độ cao 1.500 m đến 2.500 m. Môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng tích tụ cùng với thảm bùn tơi xốp là vùng sinh trưởng và phát triển hữu hiệu cho cây dược liệu đặc hữu quý hiếm, cây sâm Ngọc Linh, còn gọi là sâm Việt Nam. Theo đánh giá của các nhà khoa học, thân, rễ và rễ củ sâm Ngọc Linh phân lập được 52 hợp chất saponin. Lá và cọng phân lập được 19 saponin palmaran, trong đó có 8 saponin có cấu trúc mới. Trong sâm Ngọc Linh có 17 axit amin, 20 chất khoáng vi lượng và hàm lượng tinh dầu là 0,1%. Với hàm lượng vi chất nổi trội và có giá trị đặc hữu nên sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được xếp hạng một trong 4 cây sâm quý nhất trên thế giới. Đứng về lĩnh vực nghiên cứu khoa học đó, thì phải nói rằng là sâm của ta có những cái hết sức là đặc sắc. Đặc sắc thứ nhất của nó là không có một loài sâm nào trên thế giới cho tới bây giờ mà lại có cái thành phần hợp chất saponin là cái thành phần mà quyết định cái tác dụng sinh học cao trong nhân sâm nói chung á, thì lại chiếm một cái số lượng lớn như vậy. Cho đến ngày hôm nay thì coi như là đã phân lập và xác định được cấu trúc đến 52 hợp chất saponin có ở trong cái cây sâm Việt, cái phần dưới mặt đất, tức là thân rễ và rễ củ của sâm Việt Nam. Trong khi những cái loài sâm khác của thế giới như là sâm Hàn Quốc thì quanh quẩn khoảng 25 hợp chất saponin. Cái thứ hai, cái đặc sắc thứ hai của sâm Việt Nam là hàm lượng saponin nó rất là cao. Cùng một độ tuổi, 5-6 năm tuổi thì sâm Hàn Quốc quanh quẩn chỉ là 4-5% saponin toàn phần, thì sâm Việt Nam ta có thể lên đến 10-15%. Thì cái này là do cái vấn đề điều kiện về cái nguồn gen và điều kiện về vấn đề thổ nhưỡng. Thì như vậy, ở góc độ nào đó thì có thể nói rằng sâm Việt Nam có những cái vượt trội hơn so với những cái dòng sâm khác của thế giới. Ông Hồ Văn Du, một nông dân gắn bó gần 30 năm với cây sâm. Ông là người Xê Đăng đầu tiên đưa cây sâm về trồng trong vườn rừng, nên có rất nhiều kinh nghiệm và sáng tạo trong việc chăm bón, bảo tồn và nhân giống sâm cung cấp cho bà con trong làng. Hiện ông sở hữu vườn sâm hơn 5 hecta. Tính trung bình 30 triệu đồng một ký sâm củ tươi, thì gia đình ông có tổng giá trị tài sản hơn 150 tỷ đồng. Cái cây sâm này là cái cây... rất quý, cái cây thuốc rất quý, rất có giá trị. Nếu người dân là tự biết, tự yêu sâm, gắn bó với cây sâm này là sẽ xóa đói giảm nghèo. Nhất là dân ở xã Trà Linh đây là không có cây gì mà nhiều cây sâm. Cây sâm là mình muốn tròn muốn phát triển, mình phải thương thật. Phải thật thà, phải yêu sâm, phải biết chăm sóc, biết kinh nghiệm, biết gieo ươm nó từ cái hạt thua cho đến bảo vệ chim chuột thu rừng, bảo vệ người. Đó là nói chung là cây sâm là rất có giá trị cao, sẽ được xóa đói giảm nghèo cho bà con. Thậm chí gia đình mà trồng nhiều sẽ làm giàu. Học tập cách làm của ông Du, hàng trăm hộ đồng bào người Xê Đăng đã lập nhiều vườn dưới tán rừng nguyên sinh trồng sâm. Họ không chỉ thoát nghèo mà trở thành triệu phú, tỷ phú từ cây sâm. Hiện tại, bà con đồng bào người Xê Đăng sống quanh đỉnh núi Ngọc Linh
đã biết gom các cây sâm mọc hoang dại, rải rác trong rừng đem về trồng dưới tán cây. Họ quy hoạch thành từng luống, phân lô rất khoa học để chống xói mòn, giữ nguyên độ mùn tươi xốp của đất. Một cách làm sáng tạo để cây sâm sinh trưởng nhanh, cho củ to và chất lượng tốt. Chỗ đây là mình bán ở quán là rễ. Chỗ là mình bán, nếu mà người có điện thoại mình liên lạc với nhau là mình phải bán cho nạn đúng giá, không sâm này là sâm quý nhất, là không phải mà sâm giả, sâm thiệt, sâm tự nhiên trên núi trên rừng này là mình phải bảo tồn. Nghiên cứu là cấp trên nhà nước là phải quan tâm đến cho dân dân. Huyện Nam Trà My và tỉnh Quảng Nam đã đặt cây sâm Ngọc Linh vào vị trí chủ lực trong các loại cây trồng cần được đầu tư kinh phí lớn từ nay đến năm 2030. Hiện tại, vườn sâm của nhà nước và vườn sâm trong nhân dân chỉ mới được 70 hecta, một diện tích quá nhỏ giữa khu rừng nguyên sinh Bạt Ngàn. Theo đó, huyện Nam Trà My đã thông qua đề án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sâm Ngọc Linh như là mới tất cả các tuyến đường xương cá, đường nhánh, kéo điện lưới quốc gia và hệ thống viễn thông đến vùng trồng sâm trọng điểm. Tổng nguồn vốn thực hiện cho việc đầu tư này khoảng 1.275 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng dành hơn 3.100 tỷ đồng xây dựng quy hoạch gần 19.000 hecta rừng có độ cao từ 1.500 mét đến 2.300 mét, có độ che phủ lớn và độ ẩm phù hợp điều kiện sinh thái của cây sâm ở 7 xã vùng cao huyện Nam Trà My thành vùng trồng sâm nguyên liệu. Mới đây, tỉnh Quảng Nam thông qua nghị quyết về cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn Quảng Nam. Theo đó, các tổ chức kinh tế trong nước, các nhóm hộ nhân dân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định có nhu cầu trồng và phát triển sâm Ngọc Linh đều được phép thuê. Thời gian thuê môi trường rừng là 25 năm với mức giá là 200.000 đồng trên 1 hecta trên một năm, thu một lần cho cả 25 năm. Tuy nhiên, để cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam trở thành sản phẩm cao cấp, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, cạnh tranh với những sản phẩm sâm Nhật Bản, sâm Mỹ, sâm Hàn Quốc, rất cần có tầm nhìn chiến lược phát triển cấp quốc gia. Đầu tư trồng 1 hecta sâm, sau 5 năm là thu hoạch, thì cái thu lợi nhuận rất là cao, khoảng trên 30 tỷ đồng. Chính vì cái lợi nhuận. Cái thứ hai là khi trồng sâm á, là trồng rừng, nghĩa là giữ được rừng. Đây là nó rất là nhân văn, nó có lợi không những cho doanh nghiệp mà có lợi cho toàn xã hội. Thì hai cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp, tôi nghĩ rằng họ sẽ suy nghĩ cũng như họ chắc là sẽ tâm huyết đầu tư. Một cái lợi thứ ba nữa đó là mới khai thác về sâm thô, mới khai thác về nguyên liệu sâm thô, nghĩa là trồng sâm đem ra bán thì có giá trị như vậy rồi. Còn nếu mà từ sâm mà nghiên cứu để làm ra những sản phẩm gia tăng từ sâm thì tôi nghĩ cái lợi nhuận này nó còn cao hơn nhiều. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp sẽ lên đầu tư rất là mạnh mẽ. Khi chúng ta phát triển một cái ngành nghề nào đó, cần nhất là phải có các doanh nghiệp cùng đồng hành. Vai trò của doanh nghiệp rất lớn, chính nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định là đến giai đoạn này phải tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp vào. Thì huyện, tỉnh nên tập trung làm sao kéo được các doanh nghiệp càng lớn càng tốt. Phải có doanh nghiệp cùng với bà con nông dân để chúng ta cùng nhau tổ chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ, tổ chức chế biến thì rất là tốt. Cho nên là sâm Ngọc Linh sẽ là đối tượng mạnh của Nam Trà My. Nhưng đồng thời chúng tôi rất mong là chúng ta phải chọn được các doanh nghiệp tốt, các doanh nghiệp đủ tiềm năng, các doanh nghiệp tâm huyết với bà con mình thì chúng ta đưa vào, thì phối hợp nhau thực hiện thì chắc chắn là sâm Ngọc Linh sẽ thành một cái đối tượng không những nổi tiếng ở đất nước chúng ta mà cả thế giới người ta biết tới. Rồi đây, giấc mơ về đời sống khá giả của đồng bào dân tộc thiểu số trên sườn núi Ngọc Linh, giấc mơ về thương hiệu cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam sẽ thành hiện thực khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quốc gia về cây sâm Ngọc Linh.